xin chào quý vị. Trước mặt quý vị là ngã ba cắt giữa đường Nguyễn Trãi và đường Phước Hưng. Hôm nay thì Lý Hương đi trên đường và mắc mưa, thì có ghé qua một quán bún riêu cua đồng, nằm đối diện với lại cái đường hẻm ngã ba này luôn ha. Đường Nguyễn Trãi đây là đường một chiều. Đây là quán canh bún. Tô thì có giá từ 30 cho đến tô đặc biệt là 45. Hôm nay Lý Hương kêu một tô 45 ăn thử xem như thế nào. Ở đây cô chủ đang... Chị ơi, cho em hỏi quán mình bán được bao lâu rồi chị? Vậy là 2 năm mấy rồi chị? 2 năm mấy hả? Dạ. Là ở địa chỉ này thôi ạ? Dạ, đúng rồi. Đây, trên đây là chả... Chả tôm. Cái phần mà 45 ngàn thì sẽ được cái phần giò với lại móng này ha. Còn đây là menu của quán nè cả nhà. Có bán nước sâm luôn ha. Tô 30, 45 và tô 35. Là phần giò với phần cà rồi mình để riêng hết ha chị, sau khi bỏ chung mà em thấy là để riêng từng cái, khi nào mình múc thành tô mình mới bỏ vô ha. Chứ thường thấy những cái nồi bún riêu khác á, là bỏ hết cái phần cà vô nồi bún thôi. Nó bị bấy hả? Dạ. Nè, cái điểm đặc biệt của quán ha. Còn này là mình nấu từ cua đồng hả chị? Dạ. Mưa như thế này mà tìm được một cái tô bún riêu cua đồng thì quá là ngon ha quý vị. Trời đang mưa rất là to. Ở đây là đối diện với quán Hỷ Lâm Môn nè. Cái ghế của quán thì có cái phần dựa nè ha. À, trời mưa và mọi người thường đi ăn quán ở đây thì mọi người đi ăn một mình. Nên Lý Hương hôm nay đi ăn một mình cũng thấy là khá là ok. Đây, dĩa rau được chuẩn bị. Chắc xíu phải xin rau muống thêm rồi. Còn bên đây là cái chai nước mắm me. Cho em thêm ít rau muống trụng nha. Dạ. Đây, tô bún riêu cua đồng. Khá là thơm. Đây, rất là sạch sẽ ha nha. Để Lý Hương thử coi cái nước như thế nào. Bên đây là có mắm, rồi có chanh ớt. Lý Hương sẽ xưng thêm cái phần rau trụng. Còn cái phần bên đây thì có thêm là ớt nè. Cái này là mắm tôm. Bên đây chắc là nước me. Bên đây nước me ha chị ha. Nước me đó chị. Rồi, cảm ơn. Bên đây là có một cái chén để mình sẽ pha cái phần mắm tôm ha. Và đây là tô đặc biệt 45k ha quý vị. Đây có nửa phần chả. Wow. Rồi phía bên đây là có huyết, cà, chả. Đây thêm cái phần chả nữa. Đây là phần cua. Và đây là cái phần giò. Thì ở đây mình có thể kêu là giò móng hoặc là giò khoanh ha. Còn đây là rau muống, Lý Hương xin thêm dĩa này bỏ vô. Rồi bỏ thêm cái phần rau với là giá bên đây nữa. Lý Hương rau muống rất là nhiều. Có rau là thấy ngon rồi cả nhà. Wow, tô dung lên luôn. Còn kế bên đây là cái phần mắm tôm nè, đường với lại ớt ha. Lý Hương khuấy lên để chấm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử một ít nước này xem như thế nào. Xin mời quý vị nha.
múc cái phần nước này. Wow, khá ngọt đấy. Bây giờ thì mình sẽ thêm một ít nước me. Đây là miếng chả tôm nè cả nhà. Cái miếng chả tôm này thì Lý Hương thấy nó có cái vị là dai dai, thơm thơm. Còn cái phần nước thì đối với Lý Hương thì nó hơi ngọt một chút xíu. Và sau khi mà ăn xong thì có nói chuyện với lại hai cái chị, là hai cái chị phụ giúp bán. Còn cô chủ thì đi ngủ rồi. Thì chị nói là khu vực đây có rất nhiều người Hoa, nên là cái vị nước thì cũng nêm nếm theo cái vị Hoa, nên cái bún riêu nó hơi ngọt một chút xíu. Thì hồi nãy cả nhà thấy đó, Lý Hương có nêm me nè và một ít mắm tôm, thì nó có vừa thì vừa hơn. Lý Hương thì ăn những cái món mà bún riêu, bún bò hoặc là đại loại những món có rau á, thì do là cái sở thích, cái khẩu vị của mình, nên là thường mình sẽ ưu ái cho những món này hơn. Còn riêng về cái phần mà giò nè, cà chua nè, thì quán không có giống như là một số những cái quán mà bún riêu á, là mình bỏ là giò rồi cà chua vô hết trong cái nồi nước dùng, nồi nước lèo. Thì quán để là cà chua quăng bên, giò quăng bên. Nên á, khi mà ăn vị cà chua thì Lý Hương hơi bị khàn giọng á cả nhà. Trời Sài Gòn mà, sáng nắng chiều mưa. Cà chua thì nó mềm, nhưng mà cái nước dùng cả nhà thấy không, nó không có cái màu mà đỏ. Đấy là cái điều khác biệt giữa bún riêu, cái vị Hoa, so với là bún riêu thông thường chúng ta thường thấy cái màu gạch cua rất là đẹp. Bún riêu này thì cái nước nó không có cái màu gạch cua. Cà cũng không có để trong nồi nước dùng. Hầu như trong nồi nước dùng á, là chỉ có nước cua nè, và một số ít xác cua thì vớt ở bên trên, có huyết với lại chả. Còn khi mà mình ăn á, thì mình ăn giò thì sẽ trụng giò ở trong cái một cái nồi riêng. Sau đó thì mình sẽ ăn, giò nó sẽ nóng. Đấy, cả nhà nhìn thấy Lý Hương ăn ngon không? Cái phần chả này thì cũng không có quá đặc biệt lắm. Chả Huế. Tiếp tục để coi Lý Hương ăn loại gì. Rau muống thì cả nhà thấy đó, rau thì xinh thoải mái ha. Tích thêm rau thì thường mọi người ở đây vô ăn là ăn rau. Và đặc biệt cái quán này Lý Hương thấy là hình như là mọi người đi một người không lại ăn lẻ, nên mình cảm thấy là không có quá là khác với lại môi trường xung quanh, rất ổn đúng không cả nhà. Đây là cái chả tôm. Cái này thì ăn nó cũng mềm mềm, dai dai, thơm mùi tôm.
Hãy subscribe.